Hello em nha, chiếc bánh em là Atix 24, mẫu mới, mẫu này nó dài đến 26, 17, 18 luôn anh chị. Cuối cùng của đời đầu tiên của mẫu mới. Quá đẹp, 1.8G, xe cộp chúa nha. Duyên nguyên con. Mới cho dặm sơn quýnh bát lại, kẹn trước kẹn sau, bát xe lại. Về đi thôi anh chị. Xe đẹp tuyệt. Ghế điện luôn nha. Ghế điện số tự động anh chị nha. Xe chủ dán keo quá trời, em đang cho lọt keo ra vệ sinh lại. Xe về đi, 454 giỏ máy tinh, lòng về máy về dinh 100% xe gia đình. Thì thị trường thì sáng nay tầm 400 mấy, nhưng em để cho anh em mình 300 mấy thôi. Bao chơi, bao xài, bao chạy, bao quay đầu thoải mái nha. Anh em nào quan tâm cái mẫu này thì nhắc máy alo em thật mình. Gọi số 0834333371, 0866, 678971 nha. Everest mới về, mình có 100 mấy nữa nè. Nhiều xe đẹp mới về lắm anh chị. Anh chị cứ qua lựa, qua lái, qua chạy thử nha, đừng có ngại ngùng nha. Có xem là cô bớt, có chạy thử là cô bớt cho anh chị em mình. Cảm ơn và hẹn gặp anh em mình ở những clip tiếp theo. Anh chị nào chưa đăng ký thì bấm đăng ký, follow kênh. Anh chị nào muốn xem nhiều hình hơn thì cứ lên Facebook bấm Thành Mắt, bấm theo dõi để cập nhật để thấy được nhiều xe hơn nha.